chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Sau 30 phút tới, bạn sẽ cảm thấy rằng Chúa đang ở xung quanh bạn và Ngài đang theo dõi bạn. Vì vậy, đừng phớt lờ những 30 phút này và đừng để chúng trở nên không hoàn chỉnh. Cuộc sống của bạn đang sắp thay đổi sau khi nghe điều này từ Chúa. Hãy chắc chắn rằng bạn xem toàn bộ video. Mỗi từ được nói ở đây đều đặt ra một con đường tới tương lai tươi sáng của bạn. Gõ 1111 nếu bạn sẵn sàng. Chúa đang truyền đạt với bạn rằng mọi thứ đang phát triển. Ngài xác nhận những điều bạn đã biết và cảm nhận, khích lệ bạn bước tiến và nhập vào một thế giới mới trong mùa này, bất kể có cuộc chiến gian truân từ quỷ. Bây giờ đã được công bố là thời điểm của bạn. Hãy chuẩn bị tâm trí và tâm hồn, con cái của Chúa. Những khó khăn sẽ tăng cường khi bạn tiến gần đến đích và những trở ngại chỉ ra rằng bạn đang đi đúng con đường. Chúa, người đã ưu ái bạn từ đầu, sẽ giúp bạn hoàn thành hành trình. Hành trình có vẻ sâu đậm trong số liệu đánh cược chống lại bạn, nhưng Chúa, một nghệ sĩ tài năng, có thể biến những vấn đề của bạn thành mục tiêu có lợi nhuận cao. Hãy tin rằng bạn sẽ chiến thắng, ngay cả khi cần phải điều chỉnh. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy trả lời bằng một có. Chúng ta có thể không luôn hiểu phương pháp của Chúa, nhưng Ngài hiểu được bức tranh lớn hơn. Việc tin tưởng vào thời gian của Chúa là quyết định quan trọng để sống cuộc sống tốt nhất của bạn. Hãy để Chúa làm theo cách Ngài muốn, biết rằng phản ứng đang đến và sẽ đến kịp thời. Cuộc sống của bạn được ghi chép trong sách của Chúa, nên đừng kết thúc hành trình của bạn trên một trang của thất vọng. Giữ vững niềm tin của bạn, ngay cả khi bạn mệt mỏi, mất lòng tin và chán chường. Nghi ngờ của bạn là một trò lừa dối từ kẻ thù. Đây là thời điểm của bạn, được định cho sự vĩ đại qua Chúa Kitô. Gõ 222 nếu bạn tin vào Chúa. Những cơn gió của định mệnh đang thổi qua cuộc sống của bạn. Gõ tôi yêu Chúa để xác nhận sự cam kết của bạn. Thực hiện thay đổi trong cuộc sống sau những thách thức lớn có thể khó khăn, nhưng với Chúa, bạn có thể vượt qua mọi thứ. Những vấn đề về tài chính, tâm linh và tâm lý có thể kéo dài, nhưng trái tim tốt của bạn sẽ chiến thắng. Người ta có thể đã lạm dụng bạn, nhưng với Kitô, mọi thứ là có thể. Chúa đang nói chuyện với bạn ngay hôm nay. Bất kể mọi cố gắng của quỷ để làm bạn điên đảo và tất cả những sự phản bội bạn đối mặt trước khó khăn. Bởi vì tôi ở bên cạnh bạn, hãy giữ vững đức tin, vì tôi sẽ không để bất kỳ vũ khí nào được chế tạo để đối đầu với bạn thành công. Đừng hoảng sợ, tôi sẽ mang lại kết quả thuận lợi và ban phước cho bạn, ngay cả trong lúc đối mặt với kẻ thù. Hãy nhập vào tôi tin vào kế hoạch thiêng liêng để xác nhận. Vì mỗi người đều có lúc lo lắng, cố gắng không để tập trung vào đó. Bạn không thể có cả sự nghi ngờ và đức tin trong cùng một khoảnh khắc. Tuy nhiên, Chúa đã hơi thở sự sống vào chúng ta và chúng ta không khác gì bụi tro. Ngài hiểu rằng mỗi người đều có khuyết điểm và Ngài đã dành những điều lớn lao cho bạn. Ngài chỉ muốn chúng ta có đức tin trong sự cao quý của Ngài. Tôi muốn nhắc nhở bạn hãy xem xét mọi phước lành và khó khăn mà Ngài đã dẫn bạn qua. Ngài vẫn là Chúa đấy, và việc kể cho Chúa nghe cảm xúc thật của bạn không phải là điều gì đáng sợ. Trong sự hiện diện của Ngài, bạn có thể cởi mặt nạ đó đi. Gõ tôi yêu Chúa để xác nhận sự cam kết của bạn.
Ngài hiểu rằng bạn đang gặp khó khăn, bạn không hoàn hảo, bạn thất vọng khi lời cầu nguyện của bạn không được đáp và bạn cảm thấy bị bỏ rơi. Hãy tránh chỉ làm mình buồn bã, trở nên tức giận hoặc bám vào nó cả ngày. Hãy dâng lời cầu cho sự chữa lành và giải thoát, kêu gọi Chúa nếu bạn cần điều này. Gõ Amen nếu bạn mong Chúa ban phước cho bạn. Hãy nhận thức rằng đôi khi phước lành của Ngài đến dưới hình thức những điều chúng ta mất đi. Đôi khi chúng ta yêu cầu Chúa nhiều hơn, nhưng đôi khi điều đó có nghĩa là Ngài phải lấy đi một số thứ chúng ta không còn cần nữa. Chúng ta không thể làm hài lòng Chúa nếu chúng ta tự mãn. Chúa cũng sẽ không thể cung cấp cho chúng ta người đúng đắn. Việc ở trong ý muốn của Chúa đòi hỏi bạn phải sẵn sàng từ chối bản thân. Chúa có một điều rất đặc biệt, không bình thường, đáng kinh ngạc và tuyệt vời cho bạn, và đó là lý do duy nhất khiến Ngài mất thời gian để chờ đợi bạn. Hãy đợi một chút. Chúng tôi đã lưu ý về sự trung thành và vâng lời của bạn. Ngay cả khi khó khăn, bạn đã chọn tin tưởng Chúa và kiên nhẫn khi nhiều người khác khuyên bạn nên từ bỏ hoặc tự giải quyết vấn đề. Hãy tiếp tục giữ vững đức tin của bạn. Các năm sau này của bạn sẽ trở nên dễ chịu hơn nhiều so với những năm trước đó. Hãy nhìn lại cuộc đời của bạn và những người đã từ chối hoặc rời bỏ bạn một ngày nào đó. Bạn sẽ nhận ra tại sao những điều đó xảy ra. Mặc dù có lẽ không đẹp ngay lúc đó, nhưng bạn đã chọn kết thúc mối quan hệ với người đó vì họ không tin tưởng vào bạn. Chúa đã làm cửa chật để bảo vệ bạn. Một cha yêu thương đảm bảo rằng con cái của mình đang ở trong mối quan hệ với những người đúng đắn. Bạn đã bị đánh lừa vì trái tim của người đó không đồng lòng với bạn. Bạn không bao giờ có thể đóng cửa đó. Chúa phải can thiệp vì lợi ích của bạn. Gõ tôi tin vào kế hoạch thiêng liêng để xác nhận. Hãy mỉm cười và tin vào sự phục hồi của Chúa và những điều bạn tin rằng đã mất đi sẽ trở lại. Thậm chí sẽ được thay thế bằng điều gì đó tốt đẹp hơn. Hãy tin vào Chúa. Đăng ký kênh của chúng tôi. Mọi điều Chúa đã bắt đầu trong cuộc sống của bạn, Ngài sẽ hoàn thành cho bạn. Sự chờ đợi sẽ chứng minh đến từ Chúa. Chúa sẽ quy ến rũ bạn bằng lòng tốt lành và ân sủng qua mùa này. Lời cầu của bạn sẽ được lắng nghe, tôi hứa. Hãy kiên trì, đừng bao giờ lệch khỏi cam kết của bạn. Tôi có những đột phá trong tâm trí cho bạn. Bàn tay của Chúa sẽ làm cho những tình huống khó khăn trở nên đơn giản. Gõ tôi mạnh mẽ để xác nhận. Hãy đầu tư thời gian cho Chúa. Một số bạn phân tán trong số kẻ thù vì bạn không theo đúng mục tiêu của mình. Một số bạn cảm thấy rối bời, lạc lõng, bực bội và tức giận nhanh chóng. Sự tồn tại của bạn có một mục đích mà kẻ thù nhận thức được. Họ đang làm điều này để làm bạn lạc lõng khỏi cam kết của bạn. Đó là lý do họ đang gửi đến bạn những con đường lạc lõng này. Hãy tham khảo ý Chúa. Bạn vẫn chưa thấy tổng thể những gì Chúa có thể làm trong cuộc sống của bạn. Nhưng Ngài muốn dẫn bạn đến một tầm cao mới trong Ngài và Ngài sẽ tự do trao nó cho bạn nếu bạn xin biết và hiểu. Trong danh của Chúa Kitô, tôi cầu nguyện. Amen. Lời cầu. Ôi Chúa! Tôi cảm ơn bạn vì đã lấp đầy mọi khoảng trống và hổn hển trong cuộc sống của tôi, để tôi có thể hoàn toàn hài lòng trong bạn. Tôi biết rằng chỉ có thể tìm thấy sự hài lòng trong bạn và chỉ trong bạn. Tôi cầu nguyện rằng ngày càng nhiều con cái của bạn sẽ nhận ra điều này. Hãy gõ tôi là một nguồn đầy đủ để khẳng định sự phong phú vào cuộc sống của bạn. Rất nhiều điều đã đồng lòng chống lại bạn trong một nỗ lực làm bạn mệt mỏi và khiến bạn mất hy vọng vào một cuộc sống đầy đủ hơn. Quỷ đã lập kế hoạch cho những cuộc tấn công độc ác, những mất mát đau lòng, và đối với nhiều người trong bạn, điều này đã bắt đầu từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, trong danh Chúa Kitô, tôi nghe tiếng Chúa nói đó là Ngài đang phục hồi bạn về danh tính đích thực của bạn và bạn sẽ thực sự nhận được phần thừa kế của mình. Nếu bạn đứng lên và khuấy động đức tin của mình, Chúa sẽ làm cho bạn kinh ngạc trong tháng 1, tháng của phép màu. Nhiều người từ bỏ và căm ghét Chúa và hầu hết không thực hiện những điều nhỏ nhất dẫn đến những phước lành lớn.
tôi biết rằng không có gì có thể đánh bại bạn. Ôi Chúa, không có thất vọng, không có thất bại, không có bất công, không có người, không có sự căm ghét, không có sự đố kỵ, không có bệnh tật, không có vấn đề, không có rào cản. Ngay cả khi tôi đang trải qua một thời kỳ khó khăn bây giờ, bạn đang ở bên cạnh tôi, ngay cả trong những khoảnh khắc tối tăm nhất của tôi. Bạn không bao giờ rời đi, ngay cả sau khi tất cả mọi người khác đã rời bỏ, bạn đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Trong danh Chúa Kitô, Amen, hãy gõ tôi mạnh mẽ để khẳng định. Xin hãy mang lại niềm vui cho tôi, chữa lành gia đình tôi, biến nỗi đau thành niềm vui, biến điểm yếu của tôi thành sức mạnh và biến thái độ tiêu cực của tôi thành lòng trắc ẩn. Gõ đúng để xác nhận. Hôm nay, Chúa nói với bạn rằng Ngài biết bạn đang trải qua điều gì và đã nghe thấy lời cầu nguyện của bạn để giúp đỡ mọi người nhiều lắm. Nhưng khi bạn cần sự giúp đỡ, bạn không có gì. Tôi muốn bạn tiếp tục làm tốt. Trái tim rộng lớn của bạn được tặng cho bạn bởi tôi. Tôi ở đây để giúp bạn. Điều này gần hơn bạn nghĩ đến sự đột phá bạn cần. Đức tin của bạn trở nên mạnh mẽ hơn cả cảm xúc khi bạn đầu hàng cho Chúa. Gõ tôi chấp nhận quyền lực của mình để khẳng định rằng các kế hoạch của Chúa lớn hơn những gì chúng ta muốn cho bản thân. Chúa sẽ không bao giờ dẫn bạn vào tai họa, thay vào đó Ngài sẽ mang lại hy vọng và bình yên cho bạn, để bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của Ngài. Nếu bạn nghĩ rằng Chúa Kitô là Chúa, hãy gõ Amen. Chúa đang nói với bạn rằng Ngài đang mang lại một biến đổi quan trọng trong cuộc sống bạn hôm nay. Lời cầu nguyện của bạn đã được Ngài nghe thấy. Bạn xứng đáng hơn và Ngài biết điều đó. Ngài biết tâm hồn bạn và Ngài đang trao cho bạn những lời chúc tốt và tốt nhất. Bạn đã trải qua nhiều trong cuộc sống. Những người khác đã từ chối bạn và giờ đây đang phê phán bạn. Tuy nhiên, những gì tôi nói về bạn mới là quan trọng. Hãy tiếp tục trên con đường. Điều này không phải là tôi tạo bạn hoàn hảo, mà là tôi tạo bạn tuân theo. Đặt niềm tin hàng ngày của bạn vào Chúa và đừng để trái tim bạn lo lắng. Nếu bạn không chùn bước, bạn sẽ thu hoạch đúng vào mùa của mình. Lời Chúa là đúng và sẽ không trở về trống rỗng. Chúa muốn bạn thành công và khỏe mạnh. Vì vậy Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta tự gây áp lực, căng thẳng, tuyệt vọng và bất hạnh vào cuộc sống của mình. Hãy tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Dù gió có quay đầu hay không, hãy biết rằng bạn vẫn có thể tin tưởng vào Chúa. Lời Ngài là đúng và sẽ không trở về trống rỗng. Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho bạn. Tôi biết rằng bạn đang trải qua một khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống hiện tại, đối mặt với nhiều tình huống và nhiều đau khổ tâm lý. Chúa đang nói với bạn hôm nay, dường như mỗi khi bạn nghĩ bạn đã vượt qua vấn đề cuối cùng, một điều mới lại nảy sinh. Đôi khi, không phải lúc nào cơn bão ngoại vi cũng chấm dứt, đôi khi đó là cơn bão bên trong bạn. Hãy giữ vững ở những nơi bạn không nhìn thấy. Tôi đang củng cố bạn. Cùng bạn, chúng ta sẽ vượt qua điều này, như chúng ta thường làm. Mọi thứ sẽ ổn. Trong Kinh Thánh, con số 8 đại diện cho sự bắt đầu mới. Chúa nói với bạn rằng đây là thời điểm bắt đầu mới, lúc để mọi thứ thay đổi. Tháng 8 là tháng khi mùa cũ của bạn đang phai mờ và mùa mới đang bắt đầu. Đừng sợ khi mọi thứ phai mờ, vì cái cũ đang mở đường cho cái mới. Chúa sẽ sớm mang lại một biến đổi lớn và lộ diện hơn trong mọi thứ. Nếu bạn tin rằng Chúa tồn tại, hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Một lời dành cho ai đó, Chúa nói rằng đây là thời gian của bạn, là lượt của bạn. Bạn đã chịu đựng đủ đau khổ và mất mát. Bạn đã học cách trông giống như bình thường khi thực sự bạn không thể. Bây giờ là thời gian để bạn sống lại. Bạn đã kiên nhẫn vượt qua những thời kỳ khó khăn nhất. Chúa nói với bạn, bây giờ tôi đã đưa cho bạn khả năng chịu đựng để trải qua những điều, đôi khi mà không bạn biết đó là tôi. Nhiều người đã bỏ bạn và xem nhẹ bạn khi tình hình thay đổi đối với bạn. Tuy nhiên, bạn không chỉ chịu đựng cơn bão mà còn phát triển từ đó.
Tôi không muốn bạn phải vừa với mọi người. Bạn là người độc đáo. Tôi đã tạo ra bạn để làm người duy nhất. Bây giờ, tôi sẽ thưởng cho sự cam kết của bạn. Bạn sắp trải qua những trải nghiệm bạn chưa bao giờ mơ tưởng được. Hãy nhận lấy nó trong danh tôi. Chúa sẽ đảm bảo rằng điều tốt nhất cho bạn sẽ đến với bạn. Đừng dành quá nhiều thời gian và năng lượng để lo lắng suốt đêm. Nó sẽ không cải thiện cuộc sống của bạn hoặc làm cho nó trở nên hiệu quả. Bất kỳ điều gì đó có thể đã được viết sẵn trong kế hoạch của Ngài, những gì và ai Ngài dành cho bạn. Hãy hạnh phúc với mùa bạn đang ở, không cần vội vàng. Người đó, dù là ai, đang đến. Cuộc sống luôn đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đi nên chúng ta phải học từ kinh nghiệm của mình. Thời kỳ khó khăn giúp chúng ta, vì chúng nhắc nhở rằng ơn lành của Chúa đã đưa chúng ta qua những thử thách trước đó, và không nghi ngờ rằng Ngài sẽ làm điều tương tự cho chúng ta trong tương lai. Khó khăn làm nhắc nhở rằng mọi thứ có thể luôn tồi tệ hơn. Chúng ta được nhắc nhở bởi những thời kỳ khó khăn để trân trọng và không bao giờ coi thường những thời kỳ tốt lành. Chúa nói với bạn ngay bây giờ rằng bạn đã trải qua nhiều trong cuộc sống của bạn. Người ta chỉ nhận ra một phần đó. Qua thăng trầm, bạn vẫn ủng hộ người khác, ngay cả trong những điều kiện tồi tệ nhất. Bạn yêu thương họ và đổi lại, bạn chỉ muốn một tâm hồn yêu thương. Bạn đã chịu nhiều đau khổ, thậm chí mời gọi họ và thực hiện những nhiệm vụ mà thực sự thuộc về bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn tôn trọng và kính trọng tôi. Tôi hiểu được nỗi đau của bạn. Tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Bạn đang nổi lên thay vì chỉ qua, bạn sẽ nhận được những phước lành. Lời Chúa dành cho bạn là bạn đã làm một công việc tuyệt vời khi giao phó những khó khăn lớn này cho tôi. Tôi tự hào rất nhiều về bạn, con yêu dấu của tôi. Bây giờ bạn đã biết cách thực hiện điều đó, hãy cùng xem xét những chi tiết đang làm phiền lòng bạn mỗi ngày. Tôi yêu quý bạn, con yêu dấu của tôi. Tôi muốn cho bạn thấy thế giới qua đôi mắt của tôi. Vì vậy hãy buông bỏ kiểm soát và để tôi giúp bạn. Hãy ôm lấy sự hiện diện của tôi trong nhiệm vụ nhỏ của bạn. Tôi tặng bạn niềm vui mà bạn luôn tìm kiếm. Đừng từ bỏ việc tôn thờ Ngài. Ngài biết những gì họ đã làm với bạn và sẽ ở đó để hỗ trợ bạn qua những khó khăn, ngay cả khi nỗi đau trở nên quá lớn để chịu đựng. Điều này không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của một điều gì đó tuyệt vời. Ngài làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ theo thời gian. Nước mắt của bạn được chứa trong lọ và giữ gần trái tim Ngài. Ngài sẽ lấy nỗi đau này và thay thế nó bằng điều gì đó tuyệt vời. Tất cả những nỗ lực và công sức bạn đã đầu tư để chinh phục chính mình sẽ sớm được đền đáp một cách làm bạn hài lòng. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo một cách làm trái tim và tâm hồn bạn quay cuồng. Bước đột phá tiếp theo này sẽ xác nhận rằng mô hình tuyệt vời của con đường bạn đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Phép màu bên trong bạn sắp làm nổi loạn. Hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc ở đây và kéo dài lâu dài. Bạn đang ngày càng tiến gần cuối của đường hầm. Nhưng theo thời gian trôi qua, bạn nhận ra rằng ánh sáng ở cuối luôn ở bên trong bạn. Chương mới của bạn sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho bạn. Bạn vẫn rất mạnh mẽ. Gánh nặng bạn đang mang theo hiện tại là cực kỳ nặng nề, nhưng bạn sẽ ổn. Đến lúc kiểm tra gánh nặng bạn đang mang và buông bỏ những điều làm bạn phiền muộn. Đối với những người đã trải qua, đang trải qua hoặc đã vượt qua những khó khăn này, bài viết này dành cho bạn. Hãy nhớ biết ơn, duy trì tinh thần lạc quan và giữ đầu lên. Một thời gian khá dài này, bạn đã cảm nhận sự thay đổi trong năng lượng của hành trình của mình và bạn biết chính xác là thời điểm nào. Đây chính là thứ mà tâm hồn của bạn đang đợi chờ. Hãy chuẩn bị để nhận những phúc lành của bạn trong một gói quà tuyệt vời. Một chương mới không ngờ đã mở ra và nó sẽ đưa bạn vào một hướng hoàn toàn mới. Bạn đã củng cố mọi khía cạnh của tâm hồn bạn qua mỗi khó khăn bạn đối mặt. Bạn đã phát triển quá nhiều để quay trở lại những hành vi cũ của mình. Bạn đang trên một con đường tuyệt vời chỉ dành cho bạn.
hãy đi trên đó với sự tự tin và đặt nỗi sợ hãi vào phía sau bạn. Nỗi sợ hãi là một dấu hiệu cho thấy bạn đang tiến gần ranh giới phát triển của mình. Để phát triển, hãy đối mặt với nỗi sợ hãi, không bao giờ để bất cứ điều gì ngăn cản bạn từ việc đạt được. Những điều bạn biết sâu trong trái tim, bạn đã được ý định để đạt được điều này. Đây không phải là thời điểm để từ bỏ, mà là để kiên nhẫn thêm một chút nữa. Đột phá của bạn đang ở phía trước, mọi thứ bạn đang trải qua sẽ sớm trở nên rõ ràng. Mặc dù chu kỳ này đã khó khăn, nhưng nó gần như kết thúc và những món quà bạn mong đợi đang trên đường đến. Người dũng cảm thân mến, tâm trạng của bạn luôn ở trong cuộc chiến, mỗi cơn gió muốn kiểm soát trái tim bạn. Bạn sở hữu một sự nhạy cảm duyên dáng, có khả năng cảm nhận năng lượng của những người xung quanh bạn, cho dù họ đang vui mừng, buồn bã, tức giận, trung thực hoặc không trung thực. Bạn có thể cảm nhận sự thật dưới bề mặt. Hãy đón nhận sự lo lắng của bạn, đó không phải là một điểm yếu mà là một lời nhắc về món quà của bạn, lòng thông cảm. Trực giác của bạn được nâng cao, đặt bạn ở trái tim. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng ủng hộ. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy bình luận rằng Chúa tốt lành. Cảm ơn đã xem theo dõi chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa Giêsu của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Chúa chúc lành bạn. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.